Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai con cá xin chữa các bạn. Đó, đến cho các bạn là cá xin chữa đầu tiên các bạn. Đó, rúng nè, chân móng được hoàn thiện các bạn. Đó, rúng nè, chân móng hoàn thiện, có miếng lan dưới ức nha các bạn. Sai mặt, sai lưng đầu là nghiêm chỉnh các bạn. Con này chữa 4 tháng rưỡi các bạn, chữa 3B 4 tháng rưỡi. Đó, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, cái xin chữa 3B 4 tháng rưỡi này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Yếm dày nè, sai mặt nè, sai lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn, ôm chữa lưới nhì nha. Bốn vú đều nè, có miếng lan ức các bạn. Lưng thẳng băng nè, quà đen, lông đuôi một chùm lông đuôi luôn các bạn. Chân móng là móng sò hết các bạn. Đòn dài. Giá 25 triệu các bạn, chữa 4 tháng rưỡi 3B, giá 25 triệu chữa 4 tháng rưỡi 3B các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, xe mặt, xe lưng bò này là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, xe mặt, xe lưng nghiêm chỉnh hết. Chữa 4 tháng rưỡi các bạn. Chữa 3B 4 tháng rưỡi, âm chữa lưới nhì các bạn. Chữa 3B 4 tháng rưỡi, âm chữa lưới nhì. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây, cao 1m28 bò các bạn. Ngay xe lưng. Đích nè, đích là cao 1m32 bò. Đó, sai mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Cậy đuôi chà bá luôn, qua đen. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Cao 1m28 bò, đích là cao 1m32 bò. Giá 25 triệu các bạn. Giá 25 triệu chữa 4 tháng rưỡi 3B các bạn, chữa 4 tháng rưỡi 3B. Chữa 4 tháng rưỡi 3B giá 25 triệu các bạn. Đó, 4 vú đều nè. Rúng nè, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, yếm dày nè, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Chữa 4 tháng rưỡi 3B. Cao 1m28 bò, đích là cao 1m32 bò. Giá 25 triệu các bạn. Còn đây là cái xin tơ khú các bạn. Xin tơ khú, xe mặt nè. Yếm nè, yếm dày nè. Bạc gu nè. Lưng thẳng băng các bạn. Đò anh em thấy luôn các bạn. Cao 1m28 bò nè. Cao 1m28 bò nè, đích nè, đích là cao 1m33 bò. Chữa 5 tháng các bạn. Đó, chữa độc xin các bạn. Đó, chữa 5 tháng độc xin đáng bàn các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh. Cái xin tơ nha các bạn, cái xin tơ nha. Chữa 5 tháng các bạn, cái xin tơ chữa 5 tháng nha. Chữa bò xin trắng bàn 5 tháng các bạn. Cao 1m28 bò, đích là cao 1m33 bò, giá 28 triệu các bạn. Giá 28 triệu. Xe mặt, xe lưng nè, nghiêm chỉnh hết. Bạc gu nè các bạn thấy không. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết. Đó, khú mặt nha các bạn, khú mặt nha. Giá 28 triệu các bạn. Lòng đuôi, một chùm lòng đuôi, con này quyền bò luôn các bạn. Quyền bò. Chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, một chùm lông đuôi luôn các bạn thấy không. Cái đuôi chà bá luôn, qua đen. Chùm lông đuôi, xe mặt, xe lưng, con khú này nghiêm chỉnh hết các bạn. Chữa 5 tháng các bạn. Chữa 5 tháng, chữa độc xin đăng bàn 5 tháng các bạn. Giá 28 triệu các bạn. Giá 28 triệu. Đó, 4 vú đều dặn luôn các bạn thấy không. Rúng nè, không lan giá nha các bạn. Rúng nè, không lan giá nha. Cao 1m28 bò các bạn. Đích là cao 1m33 bò. Chữa 5 tháng xin trắng bàn. Giá 28 triệu các bạn. Giá 28 triệu. Con này quyền bò hết các bạn. Đó. Con cái xin tơ khú này quyền bò hết các bạn. Tướng cực kỳ lực luôn các bạn không. Đòn dài nè. Chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 28 triệu các bạn. Chữa 5 tháng bò xin các bạn. Cao 1m28 bò. Đích là cao 1m33 bò. Giá 28 triệu chữa 5 tháng bò xin. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.